Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 4 2020. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có bản tin phân tích thời sự Hoa Kỳ. Trong phần 2 là bản tin liên quan đến các tin tức về nguồn gốc virus Vũ Hán. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự Hoa Kỳ. Vai trò của Tổng trưởng M. Mnuchin trong đại dịch Vũ Hán. Chương trình do Nguyễn Phú Quý và Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với anh Nguyễn Phú Quý để tìm hiểu về cái vai trò của người Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ trong lúc mà cái đại dịch của coronavirus đang xảy ra khắp nơi trên thế giới. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết, xin được kính chào anh Nguyễn Phú Quý. Xin chào Nhân, xin chào quý khán giả của đài SBTN DC. Khi mà chúng ta nói cái người mà có cái quyền lực hoặc là có cái thứ hạng, tức là trong cái thành phần nội các của Tổng thống Donald Trump là ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, anh Quý có thể cho biết thêm về cái vai trò của ông này và đặc biệt về cái khả năng của ông? Ông Steve Mnuchin thì cũng còn rất trẻ, anh Nhân và quý khán giả. Ông sinh năm 1962, thì ông đi học ở trường Yale, thì ra bằng cử nhân về BA. Thì khi mà ông đi làm ở Goldman Sachs thì ông làm được 17 năm. Thì trong lúc mà ông làm đó thì có một thời gian ông cũng làm partner từ năm 1994 trước khi ông ra ông mở hãng riêng. Thì những người mà làm Goldman Sachs là những người biết rất nhiều về thị trường chứng khoán và những cái chi phiếu của Mỹ, những cái bonds này kia. Và lúc mà ông làm partner đó thì ông có được tiếp xúc với tất cả những cái nhân vật trong chính phủ để mà nói chuyện về vấn đề mà mua bán chi phiếu của nước Mỹ đó. Thì ông Steve Mnuchin là Bộ trưởng Bộ Tài chính, thì ông là cái người mặc dù đứng hàng thứ năm trong cái chính phủ, nhưng mà Bộ Tài chính là nhiều tiền nhất. Thì khi mà Quốc hội gọi là tiếng Mỹ gọi là appropriate tiền đó, thì phân phát tiền, thì ông Bộ trưởng Tài chính có thể xài cái tiền đó theo luật định. Thì ông nó rất có quyền hạn, mà lúc mà trước khi ông được bổ nhiệm vào làm Tổng trưởng hay là Bộ trưởng Bộ Tài chính đó, thì ông làm finance campaign manager cho ông Tổng thống Trump lúc mà ông Tổng thống Trump ra ứng cử. Được biết rằng gần đây người ta nói nhiều về ông này, lý do là tại có một cái tin nó cho biết rằng là ông xác nhận với lại CNN là cái người mà đề nghị là để tên của ông Tổng thống Donald Trump trong cái stimulus check gửi cho tất cả những người nhận được cái check này. Ông đã xác nhận với CNN như thế là tại vì tại cái đó là cái lý do mà ông muốn cho ông Tổng thống Trump được có cái tiếng là ông đã giúp được dân. Thì chính phủ lúc nào cũng cái bổn phận là lo cho dân, nhưng mà chưa chắc người ta lo cho dân 100%. Thì lúc nào cũng có cái vấn đề mà bầu cử. Thì cái nước tự do dân chủ Cộng hòa như nước Hoa Kỳ đó, thì mỗi 4 năm thì ông Tổng thống phải ra tranh cử. Thì tháng 11 này là mùa bầu cử. Thì nó cũng có nhiều cái lý do về vấn đề chính trị để mà để tên ông Tổng thống Trump lên cái chi phiếu đó để phân phát cho dân trong cái vấn đề mà giúp đỡ dân trong cái lúc này. Thì cái chuyện nói chuyện nhỏ thôi, thì khi mà nói về chính trị thì người ta sẽ moi móc những chuyện nhỏ để làm ra lớn. Thì tên tổng thống hay không tổng thống cũng không thành vấn đề, tại vì phải có một người trên cái tên đó. Thì cái người mà ký những cái chi phiếu đó là luôn luôn là cái người Bộ trưởng Bộ Tài chính ký, thì nó mới có hiệu lực. Và khi mà chúng ta nói cái vai trò của ông này trong cái vấn đề mà giúp ông Tổng thống Donald Trump về vấn đề kinh tế, thì anh ghi nhận như thế nào vậy thưa anh Quý? Thưa anh Nhân, thưa quý khán giả, cái vấn đề kinh tế của Mỹ lúc này là cũng đang bết bát lắm, là cũng tại vì cái dân mà thất nghiệp lên tới 22 triệu người, thì nó gần như là gần 10% hay là trên 10% của toàn thể những người mà đi làm ở nước Mỹ. Thì cái dân số đi làm theo thống kê thì khoảng 150 triệu tới 160 triệu người làm full time. Thì bây giờ là 22 triệu người đã xin tiền thất nghiệp, thì có thể lên cao hơn nữa. Thì cái crisis mà về kinh tế hồi 2008 đó, thì cho tới 2009 đó, thì có khoảng 15 triệu người khai thất nghiệp, là khoảng 10% của dân số mà đi làm của Mỹ. Thì cái ông Mnuchin này đó, cái lý do mà ông thành công trong cái vấn đề mà thương lượng giữa lưỡng đảng và trong thượng nghị viện và hạ nghị viện đó, tại vì ông thay mặt cho ông Trump, tại vì ông Trump không có liên hệ mật thiết với bên đảng Dân Chủ, như là ông đại diện thiểu số ở thượng viện là ông Chuck Schumer.
thì bên Thượng viện có Chủ tịch Thượng viện là ông Mitch McConnell, thì ông Mnuchin thì thương lượng giữa hai bên thì được hai bên tin tin cẩn, và tại vì ông hồi xưa là ông làm về đầu tư investment banking, thành ra ông rành về vấn đề tài chính, với lại trong cái thể thức mà xin tiền của chính phủ và cái cách xài tiền thì ông rành. Thành ra lúc mà ông thương lượng hai bên thì bây giờ cái cuộc mà giúp đỡ dân sắp tới này nó có khoảng chừng 370 tỷ bạc để mà giúp, thì trong đó người ta dành ra 75 tỷ để cho bệnh viện và những người làm trong những cái bệnh viện để lo vấn đề thử nghiệm về coronavirus, thì trong đó là 25 tỷ là cho thử nghiệm và 75 tỷ là cho bệnh viện. Thì những cái điều khoản mà để xài tiền trong cái budget như vậy phải có một người thương lượng rất là khéo thì cả hai bên mới đồng ý. Và khi mà chúng ta trở về cái tiểu sử của cái ông này thì ông là thuộc gia đình của người Do Thái, và thân thế của ông là có cha mẹ cũng là những người làm giàu và có khả năng. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng được biết rằng khi mà những cái ứng cử viên của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ mà đi ra tranh cử đó, thì ông ta là một trong những người donation cho cả hai bên. Có phải đó là cái lý do ông có được cái lợi thế để mà ông điều đình với lại cả đảng Dân chủ cũng giống như đảng Cộng hòa không? Dạ thưa anh. Và như một cái cá nhân của ông C. Mnuchin thì ông có quyền ông cho hai hai bên đảng tiền để cho đi ứng cử, thì ông cho, thật ra ông cho người Cộng hòa ít hơn, chỉ có 11 lần thôi, trong khi cho bên Dân chủ ba mươi mấy lần. Thì ông cũng đã cho cái campaign của bà Clinton rồi những người bên đảng Dân chủ lúc mà ông Obama ra tranh cử ông cũng cho. Thì những người mà làm về đầu tư đó, người ta cái tiền gọi là lobbying, có nghĩa là mình cho người ta để người ta giúp cái ý một hai tâm tâm đầu ý hợp, là hai người cùng một cái chí chí hướng thì người ta có thể người ta lên làm trong chính phủ thì người ta giúp được dân, thì cái đó là hợp pháp. Nhưng cũng có cái lợi là khi mà anh giúp thì anh mở cửa được cho anh đi vào để gặp những cái ứng cử viên này, và những cái ứng cử viên này khi mà thành đắc cử rồi đó thì người ta có thể người ta đi vào người ta nói chuyện thêm nữa. Thì cái vấn đề lobbying rất là hợp pháp, nhưng mà những cái gì mà người ta nói chuyện với những cái người mà trong chính phủ đó nó có thể nó có hiệu lực hơn thì phải có tiền thì mới lót đường được. Thì ba của ông Mnuchin là một người của hãng Goldman Sachs, là cái hãng đầu tư lớn nhất của nước Mỹ về vấn đề tài chính, về chứng khoán. Thì ông bố của ông Steve Mnuchin là partner ở Goldman Sachs, thành ra lúc mà ông Mnuchin ra trường từ Yale đó thì đi vào đó làm investment thì có nhiều triển vọng, và ông đã được thành partner lúc mà sau khi làm mới chỉ có 12 năm thôi. Rồi sau đó thì năm 1994 thì ông thành partner, thì 2002 ông sau 17 năm thì ông rời hãng Goldman Sachs, ông ra ông mở hãng riêng. Thì lúc mà ông làm hãng riêng ông đi mua bán những cái hãng mà gọi là gần thất gọi gọi là thất sủng, thì những cái hãng mà gần gọi là bankrupt, thì ông làm được rất là nhiều tiền. Thì cái theo thống kê thì ổng được trị giá khoảng 300 triệu đô la cho cái tài sản riêng của mình, nhưng mà có thể hơn là đó, lúc sau này thì hơi không không có được làm nữa, nhưng mà có thể nó đã lên hơn cái đó, tại vì ổng cũng sản xuất phim, tại vì ổng là executive producer của những cái hãng phim, và những có nhiều cái phim cũng ra giống như Mad Max này kia cũng làm ra được tiền. Thì cái người executive producer là cái người đầu tư bỏ tiền ra, còn cái người đạo diễn là khác. Mình ra mặc dù anh làm executive producer nhưng mà thật ra anh không có phải phí thời giờ nhiều, anh mướn người, anh bỏ ra một cái budget thì anh cho anh đầu tư, thì lời thì mình được còn lỗ thì mình chịu. Và khi mà chúng ta nói tới cái kinh tế trong tương lai thì theo anh có phải là cái vấn đề mà thuế má là một trong những vấn đề mà ông Mnuchin đề nghị với lại Tổng thống Donald Trump? Cái vấn đề thuế má thì nó cũng có cái vấn đề khó khăn như thế này, tại vì chính phủ liên bang cũng như chính phủ tiểu bang thì người ta đánh thuế lợi tức lúc mà dân đi làm, thì trong lúc này một tháng rồi dân không có đi làm thì không có lợi tức, thành ra không có thuế thì mà chính phủ thâu vào. Nhưng những cái chương trình mà trợ giúp về vấn đề mà duy trì nhân viên hay là cái vấn đề trợ giúp về tổn thương về kinh tế đó, nó cũng có cái lợi là nếu những cái người tiểu thương mà người ta sập tiệm đó thì những cái người mà làm công cũng không có việc làm. Thì nếu mà không có việc làm, không có lợi tức thì chính phủ không đánh thuế được.
Thì cái vấn đề thuế sau này thì tính sao, nhưng mà theo cái cách xài mà 2.000 tỷ ở đây là 3.000 tỷ sắp tới rồi, những cái tiền mà chính phủ xài đó nó quá cái mức thu nhập của chính phủ về vấn đề lợi tức. Thành ra vấn đề thuế là cái vấn đề là khoảng sau bầu cử thì mình sẽ thấy rõ hơn là chính phủ, mặc dù là anh là Cộng hòa, anh Dân chủ, anh lên Quốc hội anh cũng phải ra những cái thuế mới để mà thâu nhập lại những cái tiền mà đã xài hôm nay. Thì cái quan trọng đó là hai bên trong lúc này vấn đề chính trị thì vẫn tìm cách mua phiếu của người công dân đi bầu tháng 11 này. Thành ra nó có vấn đề kinh tế và chính trị chung trong đó anh Nhân. Xin được cảm ơn anh Quý cho cái chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn Nhân. Xin chào quý khán giả của đài SPTN. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi và anh Nguyễn Phú Quý nhận định về vấn đề thời sự của Hoa Kỳ đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.